tiên tri của Nostradamus Nam Phi, Varenberg về cuộc chiến thứ ba, tầm nhìn xa về vũ khí điện quang mới. Một người nông dân không biết đọc lại có thể dự đoán được chính xác về chiến tranh thế giới thứ nhất, thảm họa hạt nhân Chernobyl và sự qua đời của công nương Diana. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là những dự đoán của ông còn giúp quân đội Nam Phi nhiều lần giành chiến thắng trên chiến trường. Vậy nhà tiên tri nông dân này là ai và ông đã đưa ra những lời tiên đoán nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tại Nam Phi, có một nhà tiên tri được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Đó chính là C.N. Vandenberg. Ông hoạt động rất tích cực trong thế kỷ 20 và được mệnh danh là Nostradamus của Nam Phi. Mặc dù Vandenberg không thể đọc sách hay báo, nhưng khả năng tiên tri của ông không ai sánh kịp. Vandenberg có khả năng nhìn thấy các sự kiện lớn trên toàn cầu vào đầu những năm 1900. Trong một môi trường không có truyền hình và phát thanh, những lời tiên tri của ông bao gồm nhiều sự kiện thế giới sau này đã thực sự xảy ra, như sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất, thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cuộc bầu cử tổng thống người da đen ở Nam Phi và sự qua đời của công nương Diana, vân vân. Nhiều lời tiên tri của Vandenberg đã được xác thực vào năm 1911. Vì vậy mọi người đã tôn kính ông, gọi ông với danh hiệu Nostradamus của Nam Phi. C.N. Vandenberg sinh năm 1864 tại một trang trại gần thành phố Potchefstroom ở Nam Phi. Do gia cảnh nghèo khó, ông chưa từng được giáo dục chính thức, do đó cũng không biết đọc hay viết. Nhưng vào năm 1911, Vandenberg bỗng nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng chói trong căn phòng tối tăm của mình. Từ đó, ông có được khả năng tiên đoán tương lai. Ông bắt đầu kể cho con gái mình về những điều đã nhìn thấy trong tương lai, rồi nhờ cô ghi lại. Từ thời điểm đó cho đến năm 1922, con gái của Vandenberg đã ghi chép chi tiết những ảo ảnh tương lai mà ông nhìn thấy. Tài liệu này được biên soạn thành sách để xuất bản vào năm 1999 và ngay lập tức thu hút sự chú ý toàn cầu. Thực tế, ngay từ năm 1899, khi Vandenberg nhập ngũ, ông đã thể hiện tài năng tiên tri về tương lai. Lúc đó, những người Boer ở Hà Lan đang làm việc tại các mỏ vàng ở khu vực Cape của Nam Phi và phát hiện ra nguồn tài nguyên vàng phong phú. Sau khi người Anh biết được điều này, họ bắt đầu tuyên bố quyền quản lý, dẫn đến chiến tranh Boer giữa Anh và Hà Lan. C.N. Vandenberg với tư cách là một quân nhân Hà Lan đã đưa ra những dự đoán chính xác về quân đội Anh trong chiến tranh này. Sau đó, áp dụng một số chiến thuật tấn công giúp quân đội Hà Lan giành chiến thắng trong nhiều trận, từ đó chiếm ưu thế trong toàn bộ cuộc chiến. Ông còn dự đoán rằng Anh sẽ sớm đề xuất đình chiến và khuyên quân đội Hà Lan chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, đúng như ông đã nói, quân đội Anh đã đưa ra yêu cầu và cuối cùng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, nhiều lời tiên tri khác của Vandenberg cũng đã trở thành hiện thực. Từ năm 30 tuổi, ông đã thể hiện tài năng tiên đoán phi thường. Năm 1911, khi đã hơn 50 tuổi, Vandenberg nhìn thấy một ảo ảnh rực rỡ ánh sáng và bắt đầu đưa ra dự đoán về các xu hướng phát triển quan trọng của thế giới, cũng như những sự kiện lịch sử lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ, ông đã mô tả cảnh tượng tương lai của năm 1929 với những chiếc xe kéo bằng bò tượng trưng cho cuộc sống khó khăn của người dân. Lời tiên tri này hoàn toàn phù hợp với những gì đã xảy ra ở Mỹ, khi sự sụp đổ thực tế của thị trường chứng khoán Mỹ đã làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, ông cũng đã dự đoán chính xác rằng Cộng hòa Nam Phi trong tương lai sẽ trở thành tình trạng người da đen nắm quyền. Dự đoán này đã được chứng minh vào năm 1994, khi ông Mandela đắc cử Tổng thống Cộng hòa Nam Phi. Ngoài ra, ông Vandenberg còn đưa ra lời dự đoán về sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ ba, sự xuất hiện của vũ khí mới, vũ khí điện quang và khả năng xảy ra xung đột chủng tộc giữa Nga và châu Âu. Mặc dù một phần những dự đoán này vẫn chưa thành hiện thực, nhưng chúng vẫn thu hút được sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Một nhà tiên tri mù chữ lại có thể dự đoán chính xác về việc toàn cầu đang phải đối mặt với hội chứng suy giảm miễn dịch và biến đổi khí hậu. Đồng thời, ông còn cảnh báo về cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sắp đến, cùng với những vũ khí mới khủng khiếp mang tên vũ khí điện quang. C.N. Vandenberg mặc dù không biết chữ, nhưng trong quá khứ,
ông đã dự đoán chính xác nhiều sự kiện lớn trên thế giới, bao gồm cả chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc bầu cử tổng thống da đen ở Nam Phi. Khả năng tiên tri bắt đầu được chứng thực vào năm 1911, giúp ông được tôn vinh là Nostradamus của Nam Phi. Bên cạnh đó, Rendsburg còn từng đưa ra tiên đoán cho năm 1977 về sự lây lan toàn cầu của hội chứng suy giảm miễn dịch. Năm 1979, ông dự đoán về sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và biến đổi khí hậu. Năm 1983, Rendsburg đã cảnh báo mọi người về tác hại của virus máy tính. Phải đến năm 1996, ông mới nhìn thấy cuộc đại chiến liên quan đến nhân loại đang sắp xảy ra. Đáng tiếc là mặc dù hầu hết những lời tiên đoán này đã trở thành hiện thực hoặc gần trở thành hiện thực, nhưng vẫn còn một số phần trong những lời tiên đoán về tương lai của ông vẫn chưa được xác thực. Trong lời tiên tri của mình, Rendsburg nói, cuộc đại chiến sẽ khiến thế giới rơi vào hỗn loạn, nhiều sinh vật phải gánh chịu cái chết bi thảm. Ngoài ra, ông còn đề cập đến khả năng xảy ra xung đột sắc tộc giữa Nga và châu Âu. Nhiều người cho rằng dự đoán trên ám chỉ đến vấn đề an ninh châu Âu hiện tại mà các chuyên gia đang rất quan tâm. Theo suy đoán, con chăn khổng lồ không đầu không đuôi mà Rendsburg nhìn thấy và mô tả lại có thể đang nhắc đến cuộc khủng hoảng toàn cầu do nhiều phía gây ra. Một số người cho rằng nếu có thể giải mã được ảo ảnh này, bí mật của chiến tranh thế giới thứ ba có thể sẽ được tiết lộ. Cũng có quan điểm cho rằng con rắn không đầu không đuôi là một hình tượng khó nắm bắt. Nó có thể tượng trưng cho vũ khí mới trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, hoặc là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Quân đội liên quân của Mỹ, Anh và Đức có thể sẽ bắn chéo các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân liên lục địa với Nga, từ đó dẫn đến xung đột quy mô lớn và thương vong nghiêm trọng. Tuy nhiên, những dự đoán trên chỉ là giả thuyết, không thể xác định được liệu lời tiên tri của Rendsburg có thành hiện thực hay không. Đáng chú ý là trong quá khứ, Rendsburg từng dự đoán Nhật Bản sắp phải đối mặt với một trận động đất nghiêm trọng và hầu hết các lời tiên tri khác của ông đều đã được xác nhận. Do đó, những dự đoán của ông về Thế chiến thứ ba cũng như Nhật Bản mang tính thảm khốc, có độ tin cậy cao. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng lời tiên tri của Rendsburg về cuộc đại chiến tranh thế giới sẽ không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại của thế giới dường như đang đi theo hướng mà ông đã dự đoán. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc chiến nổ ra và những cuộc xung đột này dường như không có dấu hiệu hòa giải. Về việc tương lai sẽ phát triển như thế nào, thật khó để dự đoán. Có tin đồn rằng, tại bảo tàng Liechtenstein ở Nam Phi vẫn còn lưu giữ các tài liệu liên quan đến lời tiên tri nguyên bản của Rendsburg. Tuy nhiên, những tài liệu trên thực ra được ghi lại theo lời của Rendsburg bởi con gái của ông. Do đó, nội dung có thể bị sửa đổi hoặc phóng đại khiến mọi người không thể xác định tính chính xác của nó. Vì vậy, chúng ta cần có thái độ bình tĩnh và lý trí để xem xét những lời tiên tri mà Nostradamus của Nam Phi đã để lại. Bạn có suy nghĩ gì về những dự đoán của Rendsburg? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.